Tao dạy mày á là tao dạy mày từ đầu cái video cho tới cuối cái video luôn. Ha? Không có chỗ nào mà tao không dạy mày. Mày quá ngu đi. Nghe không? Sao thế? Tại sao thế? Quyền hành của các hiệp sĩ Bình Dương nằm ở đâu? Chức trách của các hiệp sĩ Bình Dương nằm ở đâu? Tôi tin chắc rằng chẳng có ai dám gật đầu đó là Sao không có? Vậy tao hỏi mày cái quyền hành của mày ở đâu mà mày lên mày thoá mạ Ngọc Linh, em Mỹ Linh. Quyền hành của mày ở đâu mà mày dựng chuyện cho Mỹ Linh? Tao hỏi mày cái quyền hành của thằng Sang với con Tanh Thanh ở đâu mà dám lên dựng chuyện cho người ta mà không đưa ra được nhân chứng chứng cứ? Quyền hành tụi bay ở đâu? Vậy công trần và hiệp sĩ có quyền hành không? Có quyền hành còn hơn tụi bay nữa, bởi vì người ta làm đúng việc, người ta làm công tâm thì người ta có quyền lớn hơn tụi bay đó, thấy không? Người ta có quyền giúp người bị gặp nạn, bị vu khống và đưa ra bằng chứng rõ ràng là đã có bằng chứng bị vu khống đây và đang cần tìm cái người này để đưa ra pháp luật, thì là công trần và đội hiệp sĩ có cái quyền làm việc đó, giúp người và đi truy tìm cái người đó ra đó. Và cái người đó bắt đầu sợ thì phải vội lò tìm đến, tự nguyện tìm đến đội Thanh Hải, tự nguyện trồi lên, tại vì sợ người ta sẽ tìm tới địa chỉ của mình thì nó phải tìm đến Thanh Hải để Thanh Hải không tìm đến địa chỉ của nó. Thấy chưa? Mày ngu chưa? Hả? Cái đó là tự nguyện đó, tự nguyện đi xin lỗi đó. Thấy không? Mày á và thằng Sang và con Tanh Thanh á đừng có hù dọa thiên hạ nữa. Thấy không? Đừng có hù dọa Mỹ Linh nữa. Thấy không? Bây giờ cái việc đơn giản nhất là đưa nhân chứng và chứng cứ ra. Để người ta đưa cái nhân chứng đó và chứng cứ đó ra pháp luật. Để xem sự thật của cái nhân chứng đó và cái chứng cứ đó có như thế nào, sự thật ra làm sao. Thấy không? Đưa nhân chứng và chứng cứ đó ra để người ta mời nhân chứng đó và chứng cứ đó người ta đưa ra pháp luật để giải quyết. Xem nhân chứng đó là có thật sự là nhân chứng mà là cái người chồng bị người khác giật chồng đó là có phải là Mỹ Linh hay không. Mà dám nói đó là Mỹ Linh. Bây giờ người ta rất cần, người ta truy đuổi mày và thằng Sang với con Thanh với là bà Kim Lan, là người ta truy đuổi cái đó đó. Người ta cũng truy đuổi con Ngọc Thanh là cái đó đó. Con Ngọc Thanh nó hoảng sợ quá là nó phải tự nguyện nó trồi lên, nhớ không? Nó tự nguyện đó, nó trồi lên, nó xin được xin lỗi để làm gì? Để nó thoát ra khỏi cái vụ drama này, thấy không? Cô nên nhớ là cô ở trong nước Việt Nam, chúng tôi ở ngoài đây, chúng tôi theo dõi tình hình sát từng lúc. Mày ở nước ngoài mà mày theo dõi sát từng nút được ở Việt Nam sao? Hả? Hả? Mày có biết rằng á, cái con Kim Lan nó bị truy đuổi á, là bởi vì sao? Bởi vì nó không có chứng cứ, nhân chứng mà nó dựng chuyện. Thì nó sợ bị truy đuổi để đưa nó ra pháp luật. Nó sợ bị truy đuổi để đưa ra pháp luật. Biết không? Đơn giản vậy thôi, thấy không? Cho nên là khi mà bỏ trốn á, là người đã lòi ra rồi, đã tự tố cáo mình là sai rồi, thấy chưa? Tụi bay tự bỏ trốn khi mà bị Mỹ đã tố cáo Mỹ Linh, mà Mỹ Linh nó phải truy đuổi tụi bay đến cùng để đòi cho được nhân chứng và chứng cứ ra để giải quyết vụ việc, thấy không? Trước pháp luật. Thì tụi bay bỏ trốn là tụi bay đã tự tố cáo tụi bay là tầm bậy rồi. Ăn bậy được nhưng mà đừng có nói bậy, hiểu chưa? Nhất là con cờ lờ đó, con cả lờ dăm dê đó. Thấy không? Con cả lờ dăm dê đó. Đó.
già cái đầu rồi mà nói ngu. Cho nên ngày hôm nay phải bỏ trốn như vậy đó. Bỏ trốn xấu hổ chưa? Nhục chưa? Quá nhục luôn. Bây giờ thằng Sang với con Tanh Thanh đó, với con Kim Lan bây giờ đường cùng rồi. Đường cùng rồi. Thấy không? Mới làm đi thề online. Cho chúng cười. Tự mình càng làm thì càng lòi ra là mình không có chứng cứ, không có nhân chứng gì hết. Chứ nếu có nhân chứng, có chứng cứ thì đâu cần phải chạy trốn rồi phải đủ thứ trò như vậy. Đúng không? Có nhân chứng, chứng cứ đơn giản cái là tao nói sự thật thì tao đưa sự thật ra. Tao không sợ cái gì hết á. Làm được như Mỹ Linh chưa? Mỹ Linh nó không có cái gì hết thì là nó cứ không có sợ ai hết. Nó truy tụi bay tới cùng. Đến khi nào tụi bay lòi ra nhân chứng thôi, vật chứng thôi. Thấy không? Lòi ra nhân chứng, chứng cứ rồi. Thấy không? Là con nào ở Việt Nam, con em gái của con Thanh ở Việt Nam là con nào? Là nó đưa con đó ra pháp luật đó. Nó moi cho ra tới nơi luôn. Cô có thể sai khiến cái đám Nguyễn Thanh Hải đi truy tìm cô Kim Lan được. Nhưng chúng tôi không bỏ rơi cô Kim Lan, nghe chưa? Vậy thì mày giúp được gì Kim Lan? Hả? Mày cho tiền nó trả nợ đi. Mày cho tiền nó trả nợ đi. Nói không? Mày giúp gì được Kim Lan? Hả? Mày bảo vệ gì được Kim Lan? Cái màu giúp được con Kim Lan á, nói không? Thoát cuộc truy đuổi á, thì là thằng Sang và con Thanh Thanh á, đưa nhân chứng ra cho Kim Lan đi. Chỉ cái người nhân chứng đó đưa chứng cứ ra cho Kim Lan đi. Còn cái chứng cứ mà của Oanh với Kim Lan á là nó không có làm, không có đủ làm chứng cứ, bởi vì cái đó không có sự thật. Bởi vì chính con Oanh nó còn sợ pháp luật nữa. Thấy không? Chính con Oanh nó còn không có chứng cứ để nó chứng minh cho cái lời mà nó nói với Kim Lan là có thiệt. Thấy không? Nó đã dặn con Kim Lan là đừng có nói ra, có nghĩa là chính nó đã biết rằng là cái chuyện này nó nói là không có thiệt thì đừng có nói với Mỹ Linh. Nhưng mà Kim Lan nó hoạch tẹt ra. Nó hoạch tẹt ra thì con Oanh nó sợ bị dính pháp luật. Nó sợ Mỹ Linh đưa nó ra pháp luật. Thì con Oanh nó phải đật nó đi xin cho được gặp bà Rina để phỏng vấn. Để nói lên sự thật rằng là nó này kia và nó xin lỗi Mỹ Linh. Giống như Ngọc Thanh vậy đó. Xin lỗi để thoát ra khỏi cái vụ này. Để thoát khỏi pháp luật. Người ta sợ pháp luật chứ người ta không sợ Mỹ Linh. Người ta cũng chẳng sợ đội Thanh Hải. Đội Thanh Hải chỉ là người giúp cho Mỹ Linh tìm người để mà đưa ra pháp luật và giúp Mỹ Linh làm những cái việc đưa người ta ra pháp luật. Chứ đội Thanh Hải không có nói bậy, không có làm bậy như tụi bay. Không có nói bậy, không có làm bậy như tụi bay. Cho nên người ta đường chính chính, người ta là chính nghĩa. Người ta không phải bỏ chạy trốn như tụi bay. Ha, đã làm chính nghĩa là người ta đường chính chính, người ta không phải chạy bỏ trốn như tụi bay. Thấy không? Đây không phải là lời hăm dọa. Đây là sự thật phải đối phó. Nghe chưa? Đúng rồi. Đúng rồi, đây là sự thật phải đối phó. Nói với Cờ Lan á, là đây là sự thật phải đối phó. Thấy không? Còn cái tụi ở nước ngoài như thằng Sang với con Thanh với mày á, từ từ rồi tính, khi nào về tới được Việt Nam là sẽ mặt đối mặt. Tao bảo đảm là lúc đó cái mặt tụi bay nó vàng như nghệ, cha mẹ tụi bay nhìn không ra. Nghe không? Còn Cờ Lan đang ở Việt Nam đó, rồi bây giờ là người ta sẽ trông chờ con Tanh Thanh nó có cứu con Cờ Lan không, thì nó đưa ra chứng cứ nhân chứng cho con Cờ Lan để con Cờ Lan thoát tội đi. Khỏi trốn chui trốn nhủi nữa. Đó. Mày giúp giùm cho con Cờ Lan đi. Là cho con Cờ Lan biết nhân chứng cái người em gái của con Thanh Thanh ở Việt Nam là người nào. Để con Mỹ Linh á, nó đưa Kim Lan ra công an á, ra pháp luật. Thì con Kim Lan nó đưa ra cái nhân chứng vật chứng đàng hoàng.
Nói không? Còn tụi bay không cứu được nó, không giúp được nó thì đã biết rồi, đã đủ biết rồi. Nó phải bỏ trốn là đã đủ biết rồi. Hả? Là đã nhục rồi. Nè, hình như mày đang tát vô mặt thằng Sang với lại con Thanh á, đúng không? À, đang uy hiếp người ta, thấy không? Chụp mũ người ta như cộng sản chụp mũ, thấy không? Đúng rồi. Tự mày nghe, tự mày nói lên lời nói của oanh nó không có giá trị. Đúng không? Đúng rồi. Vì tao đã chơi cái trò đó mà tụi bay ngu, tụi bay không biết. Thấy không? Con cờ lan nó đã lấy cái lời nói của con oanh đó gọi là chứng cứ. Mà tao đã nói đó chỉ là lời ngồi lê đôi mách. Mà chính con oanh nó đã nói trong cái ghi âm đó, cái đối thoại đó với con cờ lan rằng là không có nói ra cho Mỹ Linh biết là nó nói như vậy. Có nghĩa là chính con oanh nó đã biết rằng nó nói không có sự thật. Nó chỉ là ngồi lê đôi mách với nhau thôi. Mà con cờ lan nó hí hửng, con sang thằng xanh hí hửng, và cả cộng đồng của cái phân của con sang thằng xanh, con thanh thằng sang, và cả cái đầu ngu của mày nữa tưởng rằng đó là chứng cứ. Thấy không? Bà Rina mới chơi cái trò đáo hơn. À, cùng một người, hai lời nói. Thấy không? Cùng một cô oanh, hai lời nói. Thấy không? Lời nói với cờ lan như vậy, lời nói phỏng vấn với bà Rina như vậy. Thì bây giờ làm sao? Cái nào đủ chứng cứ? Không có cái nào đủ làm chứng cứ cả. Tụi bay thấy ngu không? Tụi bay thấy người thông minh như bà Rina chơi cái trò chơi rất là cao cơ. Mà tụi bay không đoán ra nổi, thấy không? Đó. Bây giờ cùng một người mà hai lời nói, bây giờ cái nào mới là chứng cứ? Không có cái nào là chứng cứ cả. Không có nào chứng minh được là sự thật cả. Thấy ngu chưa? Thì chú Sang là em của chú Sang lúc mà cô Thanh là em của cô Thanh, nó đâu có gì khó hiểu. Thế nè, tôi nói để chú Sang nhắm. Em của chú Sang với em của cô Thanh tao đã giải thích ở phía trên kia rồi. Em của thằng Sang á thì con Thanh nó gọi là em chồng. Mà thằng chồng này nó mới bắt đầu nó kết nối yêu thương ở trên kênh Như Lan năm 2021. Thì 2023 tháng 5 tháng 6 gì 2023 nó mới cưới thằng Sang thôi, hay tháng 7 gì đó. Thì nó mới cưới thằng Sang thôi, như khoảng tháng 7 đó. Đúng không? 2023 đó. Thì như vậy con em chồng là con em chồng nào từ 6 7 năm trước? Con em của thằng Sang là em chồng nào của con Thanh từ 6 7 năm trước? Bây giờ mày lại còn nói sửa những cái của con Thanh với thằng Sang hả? Mày quên cái video của con Thanh với thằng Sang hả? Hả? Mày quên coi cái video của con Sang với thằng Thanh. Con Thanh nó lên nó khóc kể như thế nào? Trời, nghe lại từ đầu đi, nghe cái video đó xong là mới là cười té ghế luôn á. Cười tét miệng với con đó luôn đó. Chơi ngu. Cho hai vợ chồng nó cho chừa cái tội chơi ngu. Thấy không? Tưởng trò chơi ở trên mạng, tưởng nói láo trên mạng, đưa thông tin sai sự thật là hay lắm.
là dễ chơi lắm. Không có dễ chơi đâu mày. Mày đưa thông tin sai sự thật về cái gì thì còn được. Về con chó cắn con mèo mà không cắn được con mèo, bị con mèo nó cắn lại con chó thì người ta nghe được. Mày nói cái thông tin sai sự thật đó, người ta không có nói gì. Nhưng mày nói sai thông tin sự thật về danh dự của người ta thì mày coi chừng, nó không có đùa được. Thấy không? Không có đùa được. Bây giờ hết em gái Thanh Thanh rồi. Nhảy qua Kim Cờ Lan nói em chồng của Thanh Thanh, em thằng Sang. Rồi bây giờ mày nói tới là em kết nghĩa của thằng Sang. Trời đất ơi, em kết nghĩa ở đâu ra? Em kết nghĩa nào thì đưa nó ra. Em kết nghĩa cũng là nhân chứng là phải đưa nó ra. Thấy không? Bây giờ bất kể là em nào thì phải đưa nhân chứng ra. Đưa cái con đó ra. Mày nói ở trên đây á, mày cần phải sửa cái video của con Thanh nó khóc kể em gái ruột của nó đó. Thấy không? Nó nỗi đau của gia đình nó đó. Nó khóc như thế nào? Em kết nghĩa làm sao mà ai mà khóc như vậy? Ai mà nói đó là nỗi đau của gia đình 6-7 năm trước? Bây giờ tụi bay đang đường cùng, tụi bay cắn càng đó. Thấy chưa? Tụi bay đang đường cùng, tụi bay cắn càng đó. Bây giờ cái mỏ tụi bay máu không đó, thấy chưa? Ôi, biết bao nhiêu người con nuôi được, người mẹ nuôi, lộng về người ta nuôi cho nên trưởng thành khủng lắm. Có máu ngủ đâu. Rồi giờ nói tới em nuôi nữa hả? Em nuôi con nuôi nữa hả? Trời đất ơi. Bây giờ ta hỏi mày nè. Gia đình của con Thanh á, nó đi á, là 40 mấy năm về trước ha, trong cái cảnh mà nó nghèo đói, nó khổ, đúng không? Nó đi á, tìm đường để mà nó sống. Rồi mà bây giờ mà nói rằng là em nuôi, đúng không? Được mẹ con Thanh nuôi, hay mẹ thằng Sang nuôi, hay là con Thanh nhận là em nuôi, đúng không? Ở đâu ra? Thấy không? Nuôi như thế nào ở Việt Nam? Thấy chưa? Mà anh em vẫn là cha mẹ con mẹ. Đừng có thắc mắc những cái điều nghĩa là vô căn cớ đấy. Không có lý chứ. Sao rồi không thắc mắc đó mà mày nói là thắc mắc vô căn cớ? Hả? Nó lấy cái đứa em gái nó ra, nó nói người ta, nó chụp lên đầu người ta cái mũ thiệt lớn là người ta giật chồng con em gái của nó, mà sao lại không thắc mắc? Mày nghĩ sao mà không thắc mắc? Hả? Chuyện lớn như vậy chứ vặt vãnh gì mà không thắc mắc? Hả? Tao truy đuổi đến cùng á, cào cái đầu nó ra, cào cả nhà của nó lên, đào mộ cả nhà cha mẹ của con Thanh lên để moi cho ra được cái con em gái nào mà bà đẻ ra nó ở Việt Nam. Đào mộ mẹ của con Thanh lên. Đúng rồi, không có lửa sao có khói. Cho nên là con Thanh và thằng Sang nói mà nó đã thổi khói ra thì phải có lửa nha. Mà moi ra mà không có lửa là hai đứa nó là coi như là mệt đó. Thấy không? Dẹp cái kênh luôn đi. Xấu hổ nhục nhã lắm. Một cái kênh mà dơ giấy, bẩn thỉu. Một cái kênh mà lên trên cộng đồng mạng làm những cái chuyện xấu xa ác đức. Không ai dám tin mà ai mà dám lên kết nối trên một cái kênh mà thất đức như vậy hết á. Gian dối như vậy. Cái kênh mà chủ kênh mà quá nói láo,
quá gian dối nói láo một cách kinh tởm. Vậy tại sao quá khói? Cái đó không có thể nào mà nói là thực hiện chẳng mà được, thực hiện chẳng mà là tôi thả nải đó. Tôi thả nải đâu mà, tiếp chẳng mà. Mày cố gì đó, cho con kỹ lại đi. Thanh Hải làm sao mà ức hiếp đàn bà hả? Sao ức hiếp đàn bà? Con Ngọc Hân á, nó tự trồi đầu lên. Thanh Hải chưa có kịp đưa anh em đi truy tìm địa chỉ của con Ngọc Hân, con Ngọc Ngọc Thanh. Xin lỗi, nói lộn, không phải Ngọc Hân, nói lộn tên. Ngọc Thanh, thấy không? Con Ngọc Thanh nó tự trồi đầu lên vì nó sợ người ta truy tìm tới địa chỉ của nó. Cho nên nó lên, nó tự nguyện nó lên để nó xin được xin lỗi, nó được giải quyết cái vụ đó trên Thanh Hải để người ta không tìm tới nhà của nó. Chứ 500 anh em ở trong đội hiệp sĩ mà người ta truy tìm địa chỉ con này là thế nào cũng ra. Bây giờ Mỹ Linh nó chưa có nhờ lại lần nữa đó, là bởi vì con này á, nó chưa có lên kênh của con Thanh Thanh nó rút lại lời xin lỗi đó. Nó chỉ cần lên kênh con Thanh Thanh nó rút lại lời xin lỗi thôi, là Mỹ Linh là nhờ 500 anh em trong đội hiệp sĩ là truy tìm địa chỉ con Ngọc Thanh liền. Lúc đó con Ngọc Thanh là khỏi có chạy trốn. Mày hết lần nào mày hết cái lần thứ hai xin lỗi rồi, mày không thể rút chân ra khỏi cái vụ này được nữa. Cho nên là tụi bay đừng có tưởng giỡn, tụi bay đừng có mà ha, tìm mọi cách này kia là tụi bay đẩy con Ngọc Thanh vô lại con đường chết lần nữa, mà nó sẽ không có đường nó thoát ra. Nó đã tự giải thoát cho nó rồi thì đừng có lôi kéo nó vô nữa. Đó là tụi bay sống có nhân có đức đó. Còn tụi bay đừng có ác đức mà tụi bay làm mọi việc chỉ biết một mình tụi bay thôi. Nghe không? Còn bây giờ làm sai rồi, nói bậy cho người ta rồi, ăn bậy thì được mà không là nói bậy là không được. Thì đã nói bậy người ta rồi thì thôi, bây giờ xin lỗi đi để cho yên chuyện. Nhận lỗi là mình đã không kiểm chứng mà mình đi nói bậy. Mình nghe bà Kim Lan nhiều chuyện mà mình lòi ra chuyện này, thấy chưa? Còn hơn là tụi bay càng ngày càng dấn sâu vô là tụi bay càng ngày càng chết, mà tụi bay hại nhiều người nữa, thấy không? Cái lời con Ngọc Thanh mà nó nói giờ này, giờ tôi nói được chưa, giờ tôi nói được chưa, nó không có ý nghĩa gì là bị ăn hiếp cả. Tại vì nội cái điều kiện mà từ đầu mà nó tự nguyện nó tìm đến đội Thanh Hải để nó xin được giải quyết cái vụ này, với lại đối mặt với lại Mỹ Linh để tránh không bị đưa ra pháp luật, thì là đã nói lên sự tự nguyện của nó rồi, không ai bức hiếp nó cả. Tụi bay quá dốt đi. Chứ nếu mà nó không tự nguyện người ta tìm đến địa chỉ của nó là giờ này là nó tiêu rồi. Nó không có cơ hội để nó ngồi xin lỗi đâu. Nó không có cơ hội để nó xin nói cái lời mà bây giờ tôi nói được chưa, tôi nói được chưa đâu. Nó không có cơ hội nói câu đó. Hiểu chưa? Sang rồi chứ sang, nhớ tôi nói sao? Cái người đó mà ra cái án là cô phải xin lỗi cô này. Dạ. Đó là quan trọng. Đó là ông quan tà chứ không phải là mày thành công. Dạ. Đâu cho mày mang. Ai xin lỗi ai? Hả? Nó muốn xin lỗi người ta chứ không phải là người ta muốn xin lỗi nó, bởi vì Mỹ Linh không muốn nó xin lỗi. Trần Công là chỉ giúp con Ngọc Thanh là được xin lỗi thôi, còn Mỹ Linh không có muốn nhận lời xin lỗi. Mỹ Linh chỉ muốn đưa con này ra luật pháp, chỉ muốn cho con này vô tù. Nhưng mà Trần Công lại muốn giải quyết êm đẹp ôn hòa, cho nên là mới giải quyết để cho con này xin lỗi. Và người ta không bức hiếp đàn bà con gái gì cả, người ta không bức hiếp gì Ngọc Thanh hết, tại vì con Ngọc Thanh nó tự tìm lên, nó tự tìm đến, nó tự nguyện tìm đến đội Thanh Hải để người ta không truy tìm địa chỉ của nó. Người ta đăng lên trên đó rồi, Mỹ Linh đã lên trên đội Thanh Hải nhờ truy tìm địa chỉ của con Ngọc Thanh, truy tìm Ngọc Thanh ở Củ Chi. Thì người ta tung ra đội hiệp sĩ, người ta có khắp cả nước.
là người ta sẽ tìm ra được Ngọc Thanh thôi. Nên Ngọc Thanh là nó lật đật, là ngày hôm sau nó lật đật nó chạy lên liền. Thấy không? Nó phải giải quyết cho nó, bởi vì là nó rõ ràng là con Thanh và thằng Sang không cung cấp cho nó được nhân chứng và chứng cứ để nó được thoát cái vụ này, để nó được ngẩng mặt lên. Vậy bây giờ tao hỏi tụi bay được quyền gì nói Mỹ Linh? Tụi bay được quyền gì nói Mỹ Linh? Hả? Tòa án người ta còn chưa phán xét Mỹ Linh là giật chồng người khác mà phải trừng phạt Mỹ Linh nữa. Hả? Mà tụi bay có quyền gì tụi bay nói Mỹ Linh? Tụi bay toàn là nói ngu, ngồi nói ngu không à. Tự tát vô mặt của mình. Rồi bớt ngu dùm cái đi. Tụi bay ngu quá đến nỗi mà thiên hạ người ta cười. Mà không phải người ta cười không, người ta cười cái đám lâu la của mày đang ngồi ở dưới đọc và ủng hộ và khen ngợi lời của tụi bay nói nữa. Thấy không? Vì những cái đứa đó nó tự đạp nó xuống dưới bùn. Là bởi vì tụi bay nói là tụi bay đã nói ngu rồi, thì tụi nó còn là cái gì nữa, là cái hạng gì nữa mà tụi nó ngồi tụi nó khen tụi bay. Hả? Tụi bay đã không phải chỉ là nói ngu cho tụi chính tụi bay không, mà tụi bay còn đạp phân của tụi bay xuống. Tụi bay đạp phân của tụi bay xuống. Sao mày ngu quá vậy hả thằng Sờ Long? Hoàng Sờ Long? Hả? Mày quá ngu đi. Thấy không? Cho nên cái tên của mày đã thấy cho thấy rằng cái tên của mày chỉ có bằng cái cọng lông thôi. Thấy không? Nè, để tao nói cho mày nghe nè. Tại sao con Ngọc Thanh có thể lên rêu rao người ta, rêu rao Mỹ Linh ở trên mạng được, mà tại sao cái lời xin lỗi của con Ngọc Thanh Mỹ Linh không được quyền rêu rao? Đúng không? Đó. Bây giờ tụi bay nói cái quyền của người ta không có quyền. Nhưng mà tụi bay người ta thì không thèm nói tới là con kia nó có cái quyền gì và tụi bay có cái quyền gì. Bởi vì tụi bay đã thể hiện cái quyền tụi bay thì người ta sẽ thể hiện cái quyền người ta, chứ người ta không cần phải nói là tụi bay có quyền gì. Đúng không? Rồi khi mà người ta thể hiện cái quyền của người ta thì tụi bay mới thấy tức. Tụi bay mới hỏi người ta có quyền gì. Nhưng mà tụi bay quên rằng tụi bay có cái quyền thì người ta cũng có cái quyền, đúng không? Con Ngọc Thanh có cái quyền của nó thì bên đây Mỹ Linh có cái quyền của Mỹ Linh. À, Công Trần có cái quyền của Công Trần, đội Thanh Hải có cái quyền của đội Thanh Hải. Thấy chưa? Đó. Khi nào tụi bay nhận ra được là cái quyền của tụi bay không có, mà tụi bay dám làm những cái chuyện như vậy với Mỹ Linh, thì con Ngọc Thanh nó cũng nhận ra được là nó không có cái quyền để mà nó đi vu khống người khác như vậy. Đúng không? Thì lúc đó Mỹ Linh á, nó mới nói được Mỹ Linh là Mỹ Linh không có cái quyền đi rêu rao nó lời xin lỗi của nó lên trên mạng. Thấy không? Nó đâu có quyền gì mà nó đi rêu rao, nó đi xúc phạm, nó đi chửi Mỹ Linh và nó đi vu khống Mỹ Linh, con Ngọc Thanh đó và tụi bay nữa. Bay đâu có quyền. Thấy không? Chỉ có tòa án mới có quyền đó thôi. Tụi bay đâu có quyền. Thấy chưa? Vậy giờ tụi bay nói Mỹ Linh nó không có quyền gì, Công Trần không có quyền gì, đội Thanh Hải không có quyền gì. Người ta có quyền đó. Người ta dư luôn á. Người ta có dư cái quyền của người ta để người ta làm việc luôn đó.
thấy không? Người ta có dư cái quyền đó đến nỗi mà con Ngọc Thanh nó hoảng sợ, nó phải chạy lên. Nó tìm đến đội Thanh Hải để người ta không tìm đến nhà nó. Hiểu chưa? Đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà từ từ đi. Bởi vì bây giờ là cái lời xin lỗi nó vẫn còn có, vẫn còn đó. Thì người ta không truy tìm con này để đưa con này ra pháp luật. Nhưng chỉ cần con Ngọc Thanh lên trên kênh Thanh Thanh nói 7 lần nữa là người ta sẽ âm thầm người ta truy tìm địa chỉ nó, mà người ta không cần phải lên thông báo gì cả. Lúc đó là nó sẽ thấy người ta đến tận nhà của, tìm ra được nhà địa chỉ của Ngọc Thanh, người ta đến nhà Ngọc Thanh và người ta đưa ra pháp luật, người ta làm việc thôi. Đơn giản vậy thôi, thấy không? Cho nên đừng nói bức hiếp, thấy không? Đây người ta làm việc đúng pháp luật chứ không có bức hiếp. Đứa nào làm sai pháp luật, đứa đó tự biết sợ, tự biết chạy trốn, thấy không? Đó. Còn nó có cái quyền mà nó đã lên, nó nói Mỹ Linh, thì Mỹ Linh có cái quyền đi rêu rao nó xin lỗi. Đó. Mày cấm được không? Luật pháp không cấm. Thấy không? Luật pháp mà không cấm Mỹ Linh cái quyền rêu rao nó xin lỗi thì là Mỹ Linh vẫn làm được. Còn tụi bay không có cấm được. Thấy không? Tụi bay đừng có hỏi người ta có cái quyền gì. Người ta có quyền. Bởi vì tụi bay mà hỏi như vậy, tụi bay đang tát vào mặt tụi bay. Bởi vì tụi bay đặt câu hỏi đó là tụi bay đặt ngược lại tụi bay có cái quyền gì để nói Mỹ Linh? Quyền gì để nói Mỹ Linh? Làm sao mà xé được cái biên bản hả? Hả? Làm sao mà xé được cái biên bản cam kết ngày hôm nay hả? Mày phải biết là cái biên bản cam kết nó mà xin lỗi của con đó đó, người ta chưa có yêu cầu nó khắc phục hậu quả thì nó phải chấp nhận cái hậu quả của lời xin lỗi nó ngày hôm nay. Khi nào người ta yêu cầu nó, Mỹ Linh yêu cầu nó khắc phục hậu quả, có nghĩa là làm sao mà tất cả những lời mà nó nói phải biến mất hết tất cả và khắc phục được hậu quả, là không ảnh hưởng tới gia đình của người ta, danh dự của người ta và con cái người ta và mẹ cha mẹ của người ta, gia đình của người ta. Đâu khắc phục hậu quả nổi. Nó không thể khắc phục hậu quả được. Cho nên người ta chỉ có giúp là làm chứng và lập biên bản giữa hai bên, đã có bên này đã chấp nhận lời xin lỗi bên kia đã xin lỗi bên này. Bởi vì bên kia đã vu khống mà không đưa ra được chứng cứ hãm hại người ta. Đơn giản như vậy thôi, mày hiểu chưa? Song Long, tụi bay quá ngu quá dốt đi mà ngồi lập luận nói cho nhiều vô, nói cho ngu vô. Thấy không? Nói cho nhiều vô, nói cho ngu vô, cho người ta chửi ngu thêm. Mày không lên nói thì mày đã không bị tao chửi. Mày không lên nói, mày đã không bị những người, những cộng đồng mà người ta có, họ có hiểu biết, người ta học giỏi, người ta hiểu biết, người ta thông minh, đấy, người ta đạp mày xuống, người ta cười thúi cái đầu mày ra. Thấy không? Đó. Lên hỏi người ta có quyền gì mà tụi bay quên là tụi bay có quyền gì? Mày, tụi bay đang hỏi tụi bay hả? Tụi bay đang tự tác tụi bay đúng không? Thấy chưa? Rồi, bây giờ nói người ta không có quyền rêu rao mà người ta rêu rao cái lời xin lỗi của Ngọc Thanh, có nghĩa là người ta xé biên bản. Làm sao xé biên bản được? Biên bản rành rành ra đó, không có xé được. Thấy không? Quan trọng nhất là nội dung biên bản đó là gì? Nội dung biên bản đó là bên này vu khống mà không đưa ra được chứng cứ nhân chứng để chứng, để xác thực được cái việc của mình nói về cô Mỹ Linh là có sự thật thì phải xin lỗi. Và biên bản đó cũng làm, cũng xác nhận được rằng là bên cô Mỹ Linh đồng ý chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho người ta làm huề với nhau. Ngoài ra người ta không có
yêu cầu bên kia khắc phục hậu quả cho bên này, thì bên này không cần phải làm gì mà sợ ảnh hưởng hay là hậu quả xấu về cái lời xin lỗi của Ngọc Thanh cho Ngọc Thanh cả. Thấy không? Ngọc Thanh phải chịu hậu quả ảnh hưởng đó bởi cái lời xin lỗi đó thì ráng chịu. Thấy không? Hậu quả bên đây Mỹ Linh nó gánh thì hậu quả bên kia Ngọc Thanh phải gánh. Đó là sự đồng đều. Thấy không? Công bằng. Người ta xử lý vậy rất là công bằng. Thấy chưa? Còn tụi bay nói, nãy giờ tụi bay nói cái gì công bằng đâu mà gọi là chính nghĩa. Hả? Tụi bay nói cái gì công bằng đâu mà gọi là chính nghĩa. Tụi bay đòi cái quyền của tụi bay chứ mà tụi bay yêu cầu người ta không có quyền khác thì tụi bay đâu phải là công bằng, đâu phải chính nghĩa. Thấy không? Tụi bay là cái thứ gian ác chứ không phải là chính nghĩa. Thấy không? Nói toàn những cái lời mà chỉ cho mình thôi chứ không cho người khác thì làm sao gọi là công bằng, gọi là chính nghĩa. Hả? Mà gọi là nhân ái nữa. Hả? Ở đâu ra nhân ái? Thấy không? Ngọc Thanh nó còn khôn hơn tụi bay á, Ngọc Thanh Thanh nó đàng hoàng hơn tụi bay đó. Thấy không? Ngọc Thanh nó lỡ mà nó nói bậy cho người ta, nó lỡ mà nó dại dột mà nó tin lời tụi bay á. Nó bị tụi bay lừa dối mà nó tin lời tụi bay á, rồi cuối cùng tụi bay không có cung cấp cho nó chứng cứ nhân chứng là nó thấy rằng là nó bị vô cái thế chết nó rồi. Thấy không? Và nó rất là đàng hoàng hơn tụi bay, nó đáng khen hơn tụi bay nhiều là bởi vì nó dám đối mặt với sự thật. Nó không dám bỏ trốn. Thấy không? Nó ngồi trên đầu con cờ lan luôn. Con cờ lan bỏ trốn, không dám đối mặt với Mỹ Linh, nhưng mà con này nó dám đối mặt với Mỹ Linh. Thấy chưa? Con này nó dám đối mặt với Mỹ Linh để làm gì? Để nó xin là được xin lỗi, để cho qua cái chuyện này, để nó được rút chân ra khỏi cái vụ này. Mà tại sao Mỹ Linh chấp nhận lời xin lỗi đó? Mà thay vì trước đó là Mỹ Linh chỉ muốn đưa con này ra pháp luật thôi, chỉ muốn trừng trị con này thôi. Thấy không? Nhưng mà Mỹ Linh thấy tội nghiệp, bởi vì suy đi nghĩ lại, con này cũng là nạn nhân của thằng Sang với con Thanh. Chỉ là nạn nhân thôi, bị lợi dụng, bị thằng Sang với con Thanh lợi dụng. Cho nên là Mỹ Linh nó thôi chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng nếu mà khi nào mà còn ngoan cố mà còn làm lại thêm một lần nữa đó, không hiểu ra được rằng là mình sai đó, thấy không? Lời xin lỗi đó mà đã thiếu chân thành đó, thì từ từ là người ta sẽ làm việc, người ta sẽ đưa ra pháp luật. Lúc đó là khỏi có chạy trốn. Bởi vì lúc đó người ta không có lên trên cộng đồng mạng để người ta lên trên đội Thanh Hải để người ta yêu cầu xin lỗi nữa đâu. Không có lần thứ hai, xin lỗi chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai. À, người ta chỉ âm thầm, người ta nhờ đội Thanh Hải âm thầm đi tìm địa chỉ của Ngọc Thanh mà thôi, để người ta đưa ra pháp luật thôi. Nên là tụi bay quá ngu đi. Sao mày ngu quá vậy? Trước mắt mày, mày trách con Thanh sao được? Tụi bay mà trách Ngọc Thanh sao được? Tụi bay là Ngọc Thanh nó trách tụi bay là tại sao nói mà không đưa ra chứng cứ nhân cứ để cứu nó, chứ sao tụi bay trách Ngọc Thanh được? Hả? Tụi bay thử trách Ngọc Thanh coi. Ngọc Thanh nó moi tụi bay lên đó. Con Ngọc Thanh nó mới trách tụi bay được, chứ không phải tụi bay trách con Ngọc Thanh.
Ngọc Thanh nó mới trách được tụi bay là tụi bay đã dựng lên chuyện làm cho nó tin. Và cuối cùng thì không đưa ra chứng cứ nhân chứng để cứu nó, làm cho nó phải dính vô cái vụ này, làm cho nó tưởng thiệt, nó tin thiệt. Thấy chưa? Còn cái vấn đề mà ép hay không ép á, là con Ngọc Thanh nó tự biết rồi nha. Tụi bay nói đội Thanh Hải không có nói được cái gì hết á. Bởi vì người ta chưa tìm ra nhà con Ngọc Thanh. Con Ngọc Thanh nó đã tự tìm đến đội Thanh Hải rồi, là nó đã tự nguyện rồi. Nó đã tự nguyện rồi, nó xin được giải quyết cái vụ này êm thấm, không có đưa ra pháp luật. Cho nên là tụi bay càng ngày tụi bay càng xúi vô, càng đốc vô là để hại con Ngọc Thanh thêm một lần nữa, chứ không phải giúp nó đâu. Tụi bay đang hại nó đó, thấy không? Chẳng qua tụi bay đang muốn lấy cái vụ này để tụi bay tự khoác cái áo đạo đức cho tụi bay. Nhưng mà cái áo đạo đức đó không phải của tụi bay, cho nên nó không vừa, thấy không? Mặc vô nó không vừa, nó không vừa khích được. Nó lòi chỗ này, nó lòi chỗ kia, thấy chưa? Rồi. Mày sai hoàn toàn, tụi bay sai hoàn toàn. Thằng Sờ Long mày nói cái câu nào được tát vô mặt thằng Sang với con Thanh hết á. Thấy không? Mày nói câu nào cũng đều tát vô mặt thằng Sang với thằng Thanh hết á. Tao nói thiệt là mày quá là ngu. Phải nói rằng là già cái đầu mà ngu, không ai có thể là ngu hơn mày được nữa rồi. Nha. Tụi bay ở nước ngoài, tụi bay đi học cái gì vậy ha? Tụi bay ở bên đó tụi bay lụm rác mà tụi bay học dốt dữ vậy hả?